thì tôi cảm thấy là nó thuận tiện hơn. Chỉ sau một lần đi khám thôi thì cũng đã biết được là một số những cái khái quát đúng không? Về bệnh tật của mình thì mình còn biết và điều trị. Theo tôi thì đa phần những trường hợp mà phát hiện sớm ấy, thì đều có thể chữa được. Nói chung là không phải hoàn toàn nhưng mà nó cũng có thể kéo dài thêm nhiều năm. Và trong trường hợp đặc biệt là ung thư mà nếu phát hiện muộn thì thường là nó không qua khỏi. Trong quá trình mà nhận thấy là khi mà khám sức khỏe thì cán bộ cũng rất nhiều người đã phát hiện ra những cái bệnh mà mình nó tiềm ẩn trong người ấy. Cái việc mà khám sức khỏe vào một cái bệnh viện chuyên sâu như thế này ấy, thì nó rất tốt cho mọi người mà nó cũng cảm thấy cán bộ nó cũng cảm thấy yên tâm.